Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn dành một chút thời gian để cùng nhau xem thử Genshin Impact hiện tại đang có gì mới nào. Genshin Impact là một tựa game phiêu lưu thế giới mở diễn ra trong một thế giới giả tưởng. Người chơi sẽ được vào vai một nhân vật bí ẩn mang tên Nhà Lữ Hành. Trong suốt cuộc phiêu lưu của mình, người chơi sẽ được gặp gỡ những người bạn đồng hành với những tính cách và khả năng đặc biệt khác nhau, cùng nhau đánh bại những kẻ thù hùng mạnh và tìm lại người thân đã mất, đồng thời dần dần khám phá sự thật về Genshin Impact. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua phiên bản mới Xích Thố Chi Vương và Tam Triều Thánh Giả để xem coi có gì đặc biệt nhé. Với các nhân vật mới như nhân vật 5 sao Sino, Nguyên Tố Lôi, Cung Kim Lan. Trong giáo viện, nếu một học giả gặp phải ngài tổng quản Sino, vậy thì thông thường người đó sẽ không nhận được một điều gì tốt đẹp cả. Khi Sino đích thân ghé thăm thì cũng có nghĩa học giả này đã phạm tội một trong những tội lỗi học thuật vô cùng nghiêm trọng như sao chép, mua chuộc, gian lận trong học thuật. Và điều duy nhất mà những học giả này có thể làm đó chính là phải đi theo ngài tổng quản Sino để nhận hình phạt. Và đến với nhân vật tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhân vật 5 sao Nilo, Nguyên Tố Thủy, Cung Thủy Liên. Nếu thời gian cho phép, đừng bỏ lỡ một buổi biểu diễn nào của nhà hát Zubay. Dưới ánh đèn và âm nhạc, Nilo tựa như một đóa hoa sen không hề nhiễm bụi trần, dùng điệu múa dịu dàng để dẫn dắt khán giả vào một thế giới hư ảo. Và khi buổi biểu diễn kết thúc, những người thưởng thức quay trở lại hiện thực và dường như họ đang ngẩn ngơ một lúc. Nhân vật 4 sao Kanda, Nguyên Tố Thủy, thủ hộ làng Aru. Vị thủ hộ với một đôi mắt vô cùng sắc bén khác biệt nhận được chúc phúc của thần linh và có thể triệu hồi bão cát bao quanh bầu trời, trong chốc lát có thể nuốt chửng tất cả mọi người. Wow, nghe quá là ngầu đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với sự kiện cầu nguyện diễn ra vào ngày 14 tháng 10 với sự xuất hiện của những vị tướng cực ngầu như Sino, Venti, Nilo và Abedo. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều loại vũ khí mới như quyền trượng cát đỏ, chìa khóa Kanesu, sắc nước Makara, ánh trăng Sifo. Không chỉ vậy, còn có thêm sự xuất hiện của những quái vật mới như rồng điềm báo vạn kiếp, ma trận điều hành bán vĩnh cửu và rất nhiều những thứ thú vị mới. Đối với mình, một người chơi Genshin Impact, đây là một tựa game miễn phí. Game này không hề yêu cầu phí cao để có thể có một trải nghiệm game tốt. Phong cách nghệ thuật của trò chơi thì vô cùng phong phú và hấp dẫn. Cốt truyện của game thì cực kỳ có thể chấp nhận được đối với những bạn game thủ mới bắt đầu chơi. Cơ chế chiến đấu hoặc cốt truyện trong game thì thực sự vô cùng thu hút mình. So với các game thế giới mở khác thì Genshin Impact thực sự là một tựa game đáng để các bạn trải nghiệm với những nhân vật cực ngầu, quái vật đa dạng và chiêu thức vô cùng đẹp mắt. Link tải game mình sẽ để bên dưới phần mô tả và bình luận, các bạn có thể tải về để cùng chiến game với Phong nhé. Tải ngay nào các bạn ơi. Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Check in ngay, nhận quà liền tay. Tới ngay Shop Hero bốc thăm để nhận những phần quà hoàn toàn miễn phí và cơ hội giảm giá lên tới 30%. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 tại các cửa hàng của Shop Hero nha. Hey, cuối cùng cũng đắp xong con người tuyết rồi. Ôi, tính ra nhìn cũng đẹp phết chứ đâu có phải là đùa đâu nha. Hey, ủa mà Sammy đi đâu mà lâu quá ta? Hey, mấy bạn ơi, bạn biết gì không? Tính ra nha, Sammy bảo mình là: Ê Phong ơi, ông ở đây á, ông đợi tôi chút xíu, tôi có cái điều này bất ngờ lắm rồi là muốn cho ông thấy nè. Mình kiểu ủa điều bất ngờ là gì ta? Xong cái Sam bảo: Ờ đợi tí đi, ông đứng đây ông đắp người tuyết, ông đợi tôi xíu. Mà từ nãy giờ mình đắp xong con người tuyết rồi mà chưa thấy Sammy đi đâu hết trơn bạn ơi. Mà bạn nghĩ rằng là Sammy gọi là đi từ nãy giờ mình mới đắp xong có một con người tuyết hả? Các bạn sai rồi nha, các bạn nhìn nè. Trời ơi là trời, từ nãy giờ tôi ở đây tôi đắp được gần 100 con người tuyết rồi mà vẫn chưa thấy Sammy quay trở lại luôn các bạn. Ôi trời ơi, mệt ghê. Đó, vậy các bạn đã hiểu là Sammy đi từ nãy giờ lâu lâu đến cỡ nào luôn rồi các bạn. Trời ơi, trời. Tới đây, tèn, 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 tèn. Trời ơi trời, bà làm cái gì mà không đi bộ đi. Tèn, 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 đó, tôi đang đi một cách rất bình tĩnh này bà. Ủa sao nó mắc kẹt rồi? Bà, sao bà không đi bộ đi, bà làm gì, bà chèo thuyền làm gì vậy? Trời đất ơi, hôm nay tôi có chuyện quan trọng nên cần chèo thuyền tới gặp ông, hiểu không? Một chuyện rất là quan trọng luôn. Chuyện gì thì qua đây đi, qua đây tôi nói cho bà nghe nè. Từ nãy giờ cái gì? Từ nãy đến giờ bà kêu tôi đứng đây đợi bà đắp người tuyết, đợi bà tôi đắp gọi là gần trăm con người tuyết rồi bà mới quay lại. Cái gì kỳ vậy? Cái gì mà trăm con dữ vậy, tôi đi tầm tiếng rưỡi chứ đâu nhiêu đâu mà đắp dữ vậy? Ủa rồi bà kêu tôi đợi bà ở đây từ nãy giờ, rốt cuộc có chuyện gì tôi đợi từ nãy giờ lâu lắm luôn rồi. Trời trời, nói đi. Rồi rồi, đây để cho tôi nói nghe. Bây giờ ông nhắm mắt lại đi, ông cúi cái đầu xuống. Bây giờ tôi sẽ cho ông gặp một nhân vật cực kỳ đặc biệt luôn. Rất đặc biệt luôn. Cái gì mà phải cúi đầu xuống nữa, trời ơi mệt bà ghê. Rồi ok rồi, nè cúi đầu xuống nè. Rồi
Rồi đâu? Xin mời nhân vật đặc biệt xuất hiện. Rồi đâu, đâu? Từ từ quay Ủa? Lưng lại, quay từ từ quay Ủa, lưng sao lại. Sao tôi thấy quay có lại. Gì đó quen quen ta? Ôi, đó là cái gì? Cái gì ấy? Ủa kìa. À, trời. Trời ơi, Sam ơi là Sam. Trời ơi, lần trước là tôi với bà nhận nuôi một con Husky là nó đã gọi là siêu to khổng lồ rồi, sau đó mình phải đuổi nó về rừng rồi, bây giờ bà lại nhận nuôi thêm một con nữa hả? Trời ơi trời. Cái gì mà nhận nuôi mày khùng hả? Nhìn đi, Husky cũ của mình đó, con cũ mà tôi với ông từng nuôi đó, quên hả? Hả cái gì? Ủa, tôi nhớ là cái con cũ mà tôi với bà từng nuôi là nó to bằng cái cây thông Noel luôn mà, chứ đâu phải nhỏ vậy đâu. Ủa? Thì đó, biết sao không? Vô rừng xong ngồi ngất ghi nè, ăn uống heo thịt chạy bồ này đó. Quá trời luôn, tập bồ giảm cân đó, phải không? Chạy bồ giảm cân đó. À. Ủa? Vậy à, tính ra ngày xưa nó bự sống vô trong rừng, nó tập luyện thể dục thể thao sức khỏe dồi dào, cái giờ nó ốm nhom vậy luôn á hả? Đúng rồi, vô tập với mấy con gì đó, con khỉ nè, con kangaroo này với là con gì đó, gola nè đó, trời tập quá trời đất luôn. Tính ra cũng hay quá. Ơi vậy à, lâu quá không gặp con, trời ơi, chào nhau cái nè, ôm nhau cái rồi, ok ôm cái nè, ờ rồi ơi lâu nha. Ngày quá mới gặp trời. Ủa nhưng mà vào rừng dạo này sống trong rừng vui không con? Hả? Vui không? Trời ơi vui hả? Trời ơi vui là được rồi. Tưởng vô rừng có gì nhớ anh chị thì về đây thăm anh chị mà lâu quá mới thấy về. Trời ơi là trời. Ủa nhưng mà khoan, rồi hôm nay bà dẫn nó về đây có chuyện gì vậy? Thì đó ơi, dẫn đi về chơi chứ sao? Nói hồi giường vô duyên vậy? Trời ơi à, thôi cũng được. Nói chung á là bây giờ nó cũng ốm lại rồi, thì giờ nó cũng nhỏ xíu rồi, nó không có quá to, cho nên là đúng mình rồi. Sẽ không lo là mọi người ở trong làng phát hiện ra nó bạn ơi, cho nên là không sao. Rồi ok. Ủa nhưng mà về tới không á, không có quà hay gì? Ủa rồi Husky nè, em vô trong rừng rồi sống một thời gian dài vậy, em có gọi là vô rừng em có gặp được bạn bè hay em có kết bạn được với ai, có bạn gái gì không, sao không thấy dẫn về hết trơn vậy? Vậy trời trời, tiên hoàng người ta có bạn gái chưa vậy? Trời trời, rồi xong ngại thì, ngại thì nó cũng lớn rồi. Nó ngại kìa trời. Trời ơi Husky mà cũng biết ngại nữa hay gì mà ghê quá vậy. Thôi nè anh hỏi thiệt á, em vô rừng rồi em có gọi là gặp được Husky nào đó dễ thương rồi xong đầu có bạn gái không? À có không? Có không? Có hả? Ôi trời ơi, có kìa trời ơi. Ngại đồ nó kìa. Ôi quá mặt ngại. Mày yêu chi vậy? Trời ơi, nhỏ nó không nên yêu hiểu chưa? Trời ơi, trời ơi, mày yêu sớm vậy? Tào lao, bây giờ nó lớn, nó bự hơn tôi với bà luôn. Còn nhỏ đâu, còn nhỏ vậy nè, nó to hơn tôi luôn, ở đâu mà nhỏ. Nhưng mà trong mắt tôi Husky của tôi luôn là bé bọng cu té, anh yêu hiểu không? Thôi, bây giờ Husky mau khoe bạn gái của Husky cho anh xem coi. Trời ơi, muốn gặp mặt thử quá à. Nhanh lên. Đâu, bạn gái đâu? Trời ơi cái gì vậy? Sammy ơi nhìn kìa trời, Husky màu hồng. Trời lần đầu tiên tôi nhìn thấy con Husky màu hồng nữa Sam ơi. Lạ thiệt luôn trời. Wow. Màu hồng à? Tôi biết rồi Phong ơi, biết Husky màu hồng, chứ biết tên gì không? Tên gì thương lắm luôn á. Tên gì? Kissy. Kissy hả? Trời dễ thương. Cái này cái này tôi không biết. Trời ơi bạn ơi, bạn nào có chơi cái game gì của Husky, mấy bạn biết con màu hồng này tên là gì nhớ bình luận cho mình biết nha. Mình nghe nói là còn nhiều gọi là con Husky gọi là màu khác nhau nữa mà mình nghe lạ, mình chưa thấy bao giờ hết trơn á. Trời ơi, ghê nha. Ôi, hello. Em tên là gì? À quên, nãy bà nói tên gì? Kissy hả? Trời ơi, chào Kissy nha, hello Kissy. Ơ nhưng mà sao con gái gì đâu mà súng răng kỳ vậy? Ôi trời ơi. Tôi biết rồi, ăn sô-cô-la nhiều quá. Ôi gì vậy? Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi, nó bảo vệ. Nó bảo vệ bạn gái nó quýnh tôi với bạn ơi. Trời ơi, con này thiệt, con Husky nè, rồi quá đáng bảo vệ bạn gái quýnh mình luôn bạn ơi, thiệt. Ok, thôi được rồi, anh đùa á. Nhưng mà về đây chơi mà đi có hai đứa buồn quá à. Ủa bộ không có bạn bè, dẫn bạn bè tới đây chơi cho vui nha, có bạn bè vô không hả? Gì có hả? Trời ơi vậy vui quá rồi, đâu đâu bạn bè đâu? Bây giờ là anh với chị Sammy gọi là ok, giờ anh với chị Sammy gọi là đứng đây đợi nha, em đi gọi bạn bè của em tới đây chơi. Nhanh lên đi. Phong ơi kỹ quá, bây giờ bạn bè của Husky tới mình phải làm cái bữa tiệc không? Đãi bạn bè chứ tự nhiên đứng đây không vô duyên không? Ok. Được, hợp lý từ để coi nó Husky nó dẫn đến bao nhiêu người bạn thì chúng ta sẽ làm một bữa tiệc gọi là thật là to để gọi là đãi bạn của Husky nha. Ok. Rồi ok. Đi dẫn bạn tới đây chơi nha em. Đi nhanh lên. Trời ơi. Mình háo hức quá bạn ơi, mình muốn coi gọi là Husky gọi là sẽ dẫn bạn gì tới đây. Trời ơi, mình háo hức quá bạn ạ. À, mấy bạn có háo hức trong mình không? Để xem coi Husky sẽ mà dẫn gọi là bạn gì tới nha. Ok. A few moments later. Hey, trời ơi mấy bạn ơi, sau gọi là 30 phút mình đứng đây, mình đợi con Husky nó rủ bạn của nó tới, thì bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Hả? Nó rủ bạn của nó tới thiệt. Nhưng mà không phải là một con, mà là 100 con Husky. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi là trời. Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, đây một con, hai con, ba, bốn, năm, có mấy con trên nóc nhà nữa. Trời ơi, kiểu này là hơn 100 con luôn trời. Bọn nó xâm chiếm làng luôn rồi. Hả sao? Gì Sam? Sắp bán nhà mà nấu ăn cho mấy bạn của Husky rồi. Trời ơi. Thôi
không, nghèo không, rồi. Không có chuyện đó đâu, nghĩ sao vậy? 100 con hớt kia mà mình nấu ăn hết cho 100 con chắc là gọi mình phá sản luôn bạn ơi, tiền đâu mà nấu. Trời trời, cái gì mà nhiều vậy hớt kia? Ủa, anh tưởng là mày rủ đến 1-2 người bạn thôi, ai vậy mày rủ một lần gọi là gần 100 con vậy? Bạn có ai hết hả? Trời, cái gì mà nhiều vậy? Trời ơi. Nhiều hả? Trời, kiểu này mà Mr. Dịch biết được ha, Mr. Dịch cào đầu ai tụi mình luôn, phá lạc phá xóm nè. Ôi, tính ra bạn mới đầu á, mình nghĩ trong đầu là trời, con hết kia giờ nó bé lại rồi á, thì nó về đây không ai phát hiện ra được. Trên bọn mình nó yên tâm cho nó ở trong làng. Mà bây giờ nó rủ bạn á tới kiểu này là chắc chắn là mọi người sẽ phát hiện ra. Cũng may là giờ chưa có ai vào game á, không thôi là phát hiện ra là coi như là mình với Sammy sẽ bị la đó bạn ơi. Nè các bạn coi nè, nó leo trên nóc nhà Kairon nè, leo nóc nhà mèo Sammy nè. Trời ơi, nhà mình cũng có nữa, trời ơi gì nhiều em. Trời ơi, tưởng cái làng Husky á phải không, chứ phải làng Hero Team á. Tôi tưởng cái này là biến thành ngôi làng của Husky luôn rồi, chứ không phải là làng của Hero Team nữa bạn ơi. Mà sao bây Sam nhìn nè, con Husky nãy còn leo lên, nó tháo cái tượng của ông Dịch xuống, nó mặc vô luôn rồi. Gì kỳ vậy? Trời ơi trời, láo dễ sợ chứ ha. Trời ơi, nó trời quậy thiệt luôn á trời, nó quậy ghê luôn trời. Trời ơi, bây giờ sao đây ta? Thôi không được rồi, không được rồi. Kiểu này là mình phải kêu con Husky gọi là dẫn bạn nó về rừng thôi, chứ không thể nào mà để mà nó trong rừng đông như thế này được. Không được. Ê Husky, em mau dẫn bạn em về rừng đi. Hả gì lắc đầu? Cái gì mà lắc đầu? Không được đâu, anh nói em nghe nè, nãy anh kêu em rủ tới, anh tưởng là em dẫn đến gọi là 1-2 người thôi, ai dè đâu em dẫn đến nhiều như thế, thì làm sao mà anh chị có thể gọi là sao ta, giữ gọi là mấy bạn của em ở trong làng chơi được. Không được, dẫn nó về đi. Ủa cái tiếng gì vậy, cái tiếng gì vậy? Ủa chuyện gì xảy ra vậy? Hình như tôi nghe tiếng nổ phong. Trời ơi, trời, có Ripper hả? Trời ơi là trời, cái gì mà nổ nhà ông Dịch luôn rồi. Trời ơi, trời ơi, chắc chắn là do con Husky này nó làm ra nè mấy bạn. Trời, cái gì mà nó gì vô vậy? Trong nhà ông Dịch. Hình như nó vô nhà ông Dịch xong nó tháo bình ga nhà ông Dịch ra hay sao mà giờ nổ nhà ông Dịch luôn rồi mấy bạn ơi. Trời, quậy quá vậy. Husky đâu rồi. Trời ơi, anh nói con nghe nè, mau dẫn bạn con về đi, nó phá nát ngôi làng của anh bây giờ. Trời ơi, không được đâu, nó phá nhà của Mr. Dịch này nè, trời ơi. Ủa rồi cái tiếng gì nữa vậy trời, hình như tôi mới nghe rồi, tiếng nổ nữa hay sao vậy? Trời ơi, cái nhà ai nổ nữa vậy? Trời ơi, từ đi xem coi nhà ai nổ đây. Trời ơi, nhà của Simmy nè, Sam ơi, trời ơi. Rồi xong, hình như là nó nổ rồi, con bé mưa banh xác luôn các bạn ơi, con bé mưa rồi biến mất luôn rồi. Rồi xong cái luôn. Mưa lên cung trăng gặp chị Hằng rồi. Kỳ này bà Simmy bả mà vô game bả phát hiện ra mấy con Husky làm banh nhà bả ha, ông Dịch nữa mà phát hiện ra là coi như mình với Sammy sẽ bị đuổi khỏi team mấy bạn ơi, kiểu này là chết bọn mình rồi. Husky, anh cho em 5 phút, mau tập hợp hết tất cả bạn của em lại, không được đi lung tung nữa, nhanh lên. Ôi trời ơi mấy bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã tập hợp được hết mấy con gọi là Husky vào trong cái hố này rồi bạn ơi. Từ nãy giờ mình đếm á nha, là cũng được hơn 100 con Husky luôn bạn ơi. Thề luôn, nó nhiều dễ sợ nhiều. Mà cũng may là mình tập hợp lại đủ rồi đó. Không thôi nó mà đi vòng vòng để ha, nó phá làng phá sớm, nổ banh cái Garmin House rồi coi như mình đuổi khỏi làng, mình bị đuổi khỏi làng luôn các bạn. Gọi là trời. Ê Husky, bây giờ anh phải làm gì với đám bạn của em đây? Bây giờ kêu nó về rừng á cũng không kịp, tại vì đang gọi là đông quá, không thể nào mà gọi là cho bọn nó về rừng hết được. Bây giờ là cách nào ta? Ê Sam, hay là bây giờ tôi lấy lava tôi đổ xuống tôi thủ tiêu hết. Ôi trời ơi. Trời ơi, trời ơi, mì khùng mà không có gì vậy? Ôi vậy? Ê, Husky. Trời ơi, Husky sao mát vậy? Nghĩ sao vậy bạn bè mấy cái gì vậy? Husky nó còn ác hơn tôi nữa sao? Trời sợ thật chứ, không sát với Husky bạn bè luôn. Trời ơi bạn ơi, bây giờ mình phải làm gì với cái đống Husky này đây? Mấy bạn hãy thử. Tôi có cách. Có cách nè. Cách gì? Cái này bây giờ mình lấy cọng dây mình xách mấy con Husky này về rừng đi. Trời ơi, đơn giản chứ có gì đâu. Làm sao mà kịp? Bây giờ xách bọn nó về á thì gọi là xách từng con thôi à, chứ không thể nào mà nhanh được đâu. Mà ở đây đến tận trăm con nữa. Hay, mấy bạn ơi, mấy bạn có cách nào gọi là giúp cho mình gọi là xử lý mấy con Husky để không, thì bạn nhớ hãy bình luận lại phía dưới cho mình biết nha. Chứ bây giờ mình gọi là mình tiêu diệt bọn nó cũng không được, tại đây là bạn của con Husky mà bọn mình nuôi, cho nên không tiêu diệt được. Hay, có cách nào không? Thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì đúng rồi, mình phải làm gì đóng Husky đây, các bạn nhớ bình luận cho mình biết cách xử lý bằng nó nha, chứ đâu biết làm gì hết. Trời ơi, khổ quá, trời ơi, trời quá.